Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món đậu hũ kho với tương. Đó, nguyên liệu thì mình gồm có là một cái miếng đậu. Đó, và gồm có tương. Và mình sẽ đi cắt đậu ra và mình sẽ đi rán. Về đậu hũ kho với nước tương này là một cái món ăn cực kỳ là dễ làm và không hề là mất nhiều công sức và thời gian, nhưng lại cực kỳ là hấp dẫn và hao cơm. Thì các bạn sẽ cùng mình đi nấu cái món chay này để thêm phong phú hơn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ bẳng lên chảo và để cho nóng chảo lên và mình sẽ cho dầu ăn vào và để có chiên đậu. Các bạn lưu ý là khi mua đậu hũ đã chiên sẵn thì các bạn nên mua những cái miếng nó có màu vàng tươi, và khi ấn vào thì nó cái cảm giác là đậu hũ nó mềm mịn. Và chọn mua những cái đậu hũ chiên mà khi ngửi cái mùi nó thơm nhẹ này của đậu nành và nó không có mùi lạ. Và các bạn không mua cái đậu hũ mà nó chiên sẵn nó có màu vàng sẫm nhé, vì chúng có khả năng là bị chiên bằng dầu bẩn, dầu cũ đấy các bạn. Đó, và các bạn sẽ chiên cho cái miếng cái bên dưới nó vàng rồi các bạn sẽ lật lại. Đó. Đó là phần đậu hũ của mình đã chiên vàng. Và sau đó thì mình sẽ cho vào nồi và để đi kho với tương.
Nó tiếp tục thì mình sẽ đổ tương vào nồi và đi khâu. Và ở đây mình cho thêm một chút nước lọc nhé. Đó, như vậy là mình sẽ cho lên bếp để kho với tương. Đó là một cái món ăn chay rất là dễ làm mà lại không tốn nhiều thời gian. Đó, ở phần tương thì đã có cái vị mặn đủ rồi. Và ở đây thì mình chỉ cần cho thêm bột ngọt vào là đủ thôi nha các bạn. Đó, và mình sẽ kho tiếp tục từ 5 đến 7 phút là được. Đó, miếng đậu hũ của mình rất là vàng nhá, rất là thơm ngon. Nó thơm của mùi đậu nhá, và mùi nước tương nó rất là thơm nữa. Và cái nồi đậu hũ của mình đã xong nhá. Và mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức. Và những cái ngày mưa này thì chỉ cần một chén cơm này và một nồi đậu hũ kho tương rất là thơm lừng, ăn cùng với dưa leo này hay là dưa rau luộc này thì rất là đưa cơm nhá. Và hy vọng thì cái video của mình ở đây sẽ gợi ý cho các bạn một bữa cơm chay rất là ngon miệng.